Em ơi, tại sao em không hứa với ba má là em tìm cho em một tình yêu mới ngoài em bé kia? Bé nào? Bé nào? Tôi vừa mới nói cái gì vậy? Tôi vừa mới nói cái gì vậy? Anh Nghĩa. Em xin phép anh Nghĩa, chắc nhờ Trấn Thành với lại mọi người tham gia ngày hôm nay có thể nói về mọi vấn đề, đừng nói về tình yêu. Không lẽ có những cuộc tình tan vỡ ở đây? Cuộc tình đến rồi đi, buồn làm chi, nhung nhớ làm gì? Không biết ai. Giờ nhạc quá, mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Anh, em cũng xin nói thêm. Sao? Hà Thu là đại diện của miền Trung xứ Huế, đã từng mở nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và đã đóng cửa. Còn đây thằng em trai em, làm giới thiệu lại nha. Nhà quận 4 và những khu nghỉ dưỡng là ở các tỉnh thành và là bạn trai cũ của Lâm Vy Dạ. Không, cái đó không. Bạn trai trong mộng, rõ ràng, đúng, rõ ràng. Đúng. Xin nói lại, cờ rết của Lâm Vy Dạ, bạn trai cũ của Yến Nhi. Cái đó đúng. Em xin phép Nghĩa, chắc nhờ Trấn Thành với lại mọi người tham gia ngày hôm nay có thể nói về mọi vấn đề, đừng nói về tình yêu. Không lẽ có những cuộc tình tan vỡ ở đây? Cuộc tình đến rồi đi, buồn làm chi, nhung nhớ làm gì? Điều mà Giang vừa mới nói là dành cho Hoàng Thùy à? À không, em đâu nói phụ nữ, mình đâu nói được. Không nói phụ nữ. Vậy ở đây, ngoài người phụ nữ này ra thì có... Em không có nói là nói anh Thuận vậy đâu á nghe. Mùa trước là em giỡn dữ lắm vậy, nhưng mà mùa này em hứa với ba má em rồi, em phải chững chạc, em phải trưởng thành lên. Đây là phải chương trình dự báo thời tiết đâu. Bởi vậy Thuận ơi, xong hứa với ba má là đừng tham gia chương trình nữa. Em ơi, tại sao em không hứa với ba má là em tìm cho em một tình yêu mới ngoài em bé kia? Bé nào? Bé nào? Tôi vừa mới nói cái gì vậy? Tôi vừa mới nói cái gì vậy? Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh nói vậy rồi người ta biết nhỏ đó là. Đừng nói gì vậy. Đừng nói như vậy. Anh có biết là sau khi mà chương trình phát sóng anh Nghĩa, từ Tết tới giờ em đi đâu người ta cũng hỏi chứ bộ. Sắp cưới phải không? Sắp cưới phải không? Cái em hỏi cưới ai? Cưới ai? Cưới ai? Hỏi anh đừng nói nữa. Người ta hỏi cưới ai? Đó, hỏi đừng nói nữa. Em chỉ hỏi là sao biết? Cái kêu. Trời, đại Nghĩa, Trường Giang với Trấn Thành nói quá trời trên TV đó. Trời ơi, bây giờ em có muốn một lời đính chính không? Đúng rồi, anh đính chính cho em, em còn lấy vợ chứ. Kính thưa quý vị, giờ phút này ở đây tôi vẫn còn độc thân duy tính cho mọi người. Dạ không có, chưa có kết hôn gì nha mọi người. Độc thân thì có rồi đó, không biết có duy tính hay không thôi. Em ước gì em có cái lược ở đây. Tội nghiệp nhỏ à. Các bạn về chuyện tình cảm của ông nội này hoài à. Thôi đi, mình nói chuyện chung môn đi. Chuyện tình cảm của ông Thùy nè. Em có bầu chưa? Có rồi. Chưa. Ủa chưa hả? Vậy trai đơn gái chiếc này hai đứa được coi được tiến tới nhau được đi. Được không anh? Thôi em ơi, lộn anh ơi. Em thích cao hơn em. Thế nhưng mà lần đầu tiên em ngồi cùng với anh Thành là em thắng. Lần thứ hai em ngồi với anh Giang là em thua. Nhưng mà nhỡ đâu hôm nay... Hòa, hôm nay em không có sự lựa chọn đó. Hôm nay bắt buộc em phải ngồi đây là em không có sự lựa chọn. Em biết đó. Rồi, em biết sự yêu thích của anh Thành dành cho Eric rồi. Làm sao khỏi Trấn Thành. Đúng rồi. Harry Won kể là Trấn Thành là đi toilet cũng nghe nhạc Eric, phòng khách cũng nghe nhạc Eric, vô phòng ngủ cũng nghe nhạc Eric, là nghe nhạc mỗi ngày. Anh ấy sáng tác bao nhiêu bài cũng gửi cho Eric hết. À Thành có sáng tác nhạc riêng gửi cho Eric nữa hả? Có anh. Nhưng mà chỉ là Eric chưa hát thôi. Em chưa hát hay là em không muốn hát? Còn em bị đòi lại bài. À bị đòi. Để em kể. Đây. Sao? Có một bữa em sáng tác cái ngồi mình suy nghĩ, em đang viết em thấy hay quá. Ôi trời, tự viết xong tự thấy hay. Đúng quá rồi. Luôn. Anh hỏi đi, anh hỏi ai không? Anh hỏi ai không? Thì làm sao bây giờ em nói không được? Hỏi sao em trả lời? Không phải. Cái xong cái em nói là cái này mà đưa Eric hát là vô nè. Cái bữa đi hai anh em đưa Eric nghe. Vĩnh nè. Vĩnh nha. Xong em làm bản nhạc phối luôn. Phối xong cái về nghe nhạc demo hay quá. Bà Harry Won bà cướp rồi. Tức là giàu sao bên kia cũng quyền lực hơn phải không? Chứ bây giờ em dám nói không? Ừ, đó. Em điện Eric nói em ơi thôi để anh đền em bài khác. Rồi đền chưa? Vậy tại sao không mời Eric hát chung với lại Harry Won? Thì biết đâu. Wow. Biết đâu thiệt á chứ. Biết đâu. Ok mình chờ đi. Em thiết nghĩ là anh mở lớp MC đi anh Nghĩa cho em đi học. Sao vậy? Chứ em thấy giờ MC người ta đi làm sáng tác rồi. Em nghĩ sắp thất nghiệp rồi. Cướp chỉ cần. Đúng vậy. Thì đợi khi bài ra rồi các bạn coi có nó hay hay không. Chứ viết vậy thôi chứ biết hay hay không mà tỉ nảnh. Ủa tự em cũng tự khen bài của em xong rồi em nói vậy. Em mà chủ quan, em thấy bài của em hay. Em đâu bắt ai thấy bài em hay đâu. Nói nào nghe thì ở góc độ chuyên môn thì đây sáng tác cũng được, cũng hay. Đó. Cũng được đúng không? Khen vậy được không? Được không? Ôi chương chương. Ôi hương 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 mà. Bây giờ giận người ta đừng có khóc, giận người ta nói về chuyện tình cảm. Eric, nếu vậy thì em sẽ về với Trấn Thành à? Biết không? Trời ơi, chạy đâu thoát với Thành nữa. Eric mà xuất hiện. Thôi, với cả thực ra là hôm nay là có một chị cũng có tí hoa dâm bụt ở đây. Cũng nổi tiếng với câu dâm bụt. Mà đây là dâm bụt hồng. Đây là dâm bụt vàng là nhụy hoa rồi, không thể nào mà thiếu lá cây được.
Nguyên một bụi dâm bụt luôn á. Nên em sẽ về đội anh Giang. Nhường em... Eric lại cho anh Thành. Mời Eric. Đúng. Làm giọng để cho anh ta cà khịa mình nữa đó. Gọi là chi vậy anh, hiểu không? Chi vậy? Sao vậy Bình? Để dạ. Làm gây xa hả? Thật ra là tính ra làm đi bình thường. Mà anh biết sao không? Tại vì kiểu mà trước khi lên sóng thì mình cũng phải stand by, mình đứng mình đợi á. Đứng nói chuyện lâu rồi xong mình lên rồi chọn người đẹp á. Cũng lâu, đứng tê chân. Bước không có nổi. Ủa cũng đứng nha em, sao ta đi đứng đàng hoàng được, Sơn đi bình thường có gì đâu. Kiếm chuyện không hà. Anh Bình ơi, nãy anh Bình đi ra, anh Giang có muốn hỏi một câu nhưng mà anh ấy không có tiện hỏi cho nên là nhờ em hỏi. Hỏi gì vậy Thu? Sao dạo này càng ngày càng lộ ra vậy? Lộ là lộ chuyện gì em? Nó có nhiều dạ, cái lộ lắm. Lộ một số thứ giống mấy cái nơ ở áo rồi kiểu... Không nơ mình lộ thì được, cho nợ đừng có nộ thôi. Anh lộ nơ, anh lộ nơ. Nó lộn. Không, nhưng mà cũng phải binh bạn tôi một cái nơ này đâu phải là áo nữ đâu. Cái này là fashion. Đẹp, lạ chứ. Lạ, rất lạ. Sơn hôm nay thì vẫn chỉnh chu bảnh bao như mọi khi. Chỉ có điều là thời gian gần đây Sơn lao vào cái lĩnh vực kinh doanh, cho nên là hình như ít có nhận lời tham gia các chương trình. Mãi đến mùa năm dòng mãi dòng ai mới mời được Cao Thái Sơn, có phải vậy không? Giờ Cao Thái Sơn giống như là đại gia đấy không? Anh nghĩa là cò đất cái bên nè. Xong cái giao dịch xong rồi thì mới đi vô quán bia ở vậy. Không, quán sushi. Và sushi bên kia nó phục vụ. Các bạn hãy nghe anh ấy chia sẻ. Cũng lòi hai con rắn ra chứ ít gì. quá đó. Thời gian vừa qua thì Sơn không có gì mới cả. Nhưng mà cho đến vừa rồi thì mới ra một cái sản phẩm mới có tên là Khóc Giữa Trời Mưa của nhạc sĩ Vương Anh Tú, thì mới bắt đầu comeback trở lại. Cảm ơn Sơn đã đến với chương trình. Còn đây là người cũ rồi ha. Yeah. Cho nên là anh sẽ mời Sơn, em được quyền lựa chọn cái đội nào mà em cảm thấy rằng phù hợp. Hình như lần trước là đã cùng đội anh Trường Giang phải không? Thôi bây giờ về về Trấn Thành đi. Chất chém vậy là vui. Lần thứ hai rồi hả Sơn? Hình như lần hai rồi đấy. Ủa dạ, chết rồi. Chết rồi, anh mất trí nhớ hả ta? Không, không phải là anh mất trí nhớ mà do cái tuổi tác đâu anh biết. Xin lỗi em. Tại vì thật ra cũng có rất là nhiều anh chị em đến tham gia chương trình này. Có những người đến rất là nhiều lần. Đến chai mặt luôn em. Chai mặt luôn em. Có những người đến rất là nhiều lần. Còn có những người nhiều khi người ta tự trọng hơn đó. Người ta lựa chọn cái thời gian người ta xuất hiện cho nó phù hợp. Ủa? Đó, thôi lần thứ hai Sơn đến với chương trình vẫn vui, hân hoan và chào đón em. Mời các bạn về vị trí của mình. Tôi xin bắt đầu giới thiệu sơ lược về đội của tôi. Bên tay trái tôi, một á hậu đại diện cho miền Trung xứ Huế mộng mơ. Cảm ơn. Dạ. Bên tay phải tôi là hitmaker, giám đốc sản xuất, producer đỉnh nhất quận Bình Thạnh. Tôi chỉ thích giới thiệu vậy thôi. Thành ơi, người ta giới thiệu đồng đội người ta hoành tráng quá, lẽ nào em chịu thua? Em là người không khoe khoang quý vị. Em chỉ báo nhẹ cho anh Nghĩa thôi. Không biết ai là một trong những cặp giò dài thon và hiện nay đắt giá nhất làng Khát Quốc. Không biết ai giờ nhạc quá, mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Anh, em cũng xin nói thêm. Sao? Hà Thu là đại diện của miền Trung xứ Huế, đã từng mở nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và đã đóng cửa. Còn đây thằng em trai em, làm giới thiệu lại nha. Nhà quận 4 và những khu nghỉ dưỡng là ở các tỉnh thành và là bạn trai cũ của Lâm Vy Dạ. Không, cái đó không bạn trai trong mộng, rõ ràng, đúng, rõ ràng. Đúng. Xin nói lại, cờ rết của Lâm Vy Dạ, bạn trai cũ của Yến Nhi. Cái đó đúng. Cho hỏi là bên kia là gì, resort hay là khu nghỉ dưỡng à? Nó gọi là khu dân cư. Khu dân cư à? Bên này thì ít thôi. Mỗi thành phố từ Việt Nam qua tới Mỹ, mỗi thành phố một căn nhà thôi được không? Chà, dữ à? Dữ. Bây giờ thí dụ như là Việt Nam có mấy tỉnh thành? Sao bốn tỉnh thành phải không? Mỗi tỉnh một căn thôi. Đếm đi, tôi không biết làm toán. Nó nghe nè các em ơi, thôi đừng nói. Nó ra càng nhiều cái khán giả biết không hay nha. Nên để mọi cái nó trong cái dòng bí mật mờ mờ ảo ảo nó mới hấp dẫn. Bên sushi bar im luôn rồi. Nhìn đi,
Đó, mình gia đình á, làm sao mà bất hòa đi. Dạ, vậy ý là chú là con phải phải đi về bên đó đúng không? Ủa con chú đâu thiết tha, trời trời chú có người đẹp bây rồi, trời. Trời trời. Anh để vậy mà coi được á, anh giờ sao? Chị che tin này cũng biết đâu, chị muốn buông tình tợ ở đây, chị cứ thích giờ này chẳng có ai thấy anh tồn tại. Bây giờ anh Thành khen nghe một câu đây nè. Bây giờ thử nè, bây thử Trấn Thành khen một câu. Chú khen một câu nha. Ai hay hơn thì về người đó nha. Ok. Nghe. Cuộc đời anh khó lắm để thấy em xấu. Khó lắm để thấy em xấu. Câu ngắn gọn như xúc tích đó nha. Mời Trường Giang nè. Mỗi lần chú gặp con chỉ có ba chữ để nói về con thôi. Không cảm xúc. Đi thẳng về Trấn Thành luôn vậy đó à. Chọn luôn rồi. Trời. Thôi người ta gái đẹp mà, cho nên được ưu ái chút xíu, đúng không? Đó đẹp thiệt mà. Thì đúng rồi, dạ, đâu bằng cái gì nữa. Nếu mà đấu bạc bằng em. Trong chương trình ngày hôm nay là không ai bằng em không luôn đó. Không phúc hậu bằng em. À, em rất phúc hậu, em nảy nở lắm luôn đó nha. Khuôn trăng. Trời ơi, sao đàn ông anh dùng từ nảy nở anh? Anh phải nói vậy nè, Trung Quân nhìn nó đẩy đà lắm. Đẩy đà. Thôi vậy với anh. Mà trẻ hơn một chút xíu, em sẽ nghĩ là bạn này nằm trong girl band. Chỉ có girl band mới làm cái vụ mà highlight tóc màu tóc này nọ thôi. Nhưng gương mặt bạn này không đủ trẻ. Và môi bạn màu son đậm. Chứng tỏ bạn này là người thích cái gu hơi chất chơi chút xíu ở ngoài đời. Thường sẽ không phải là khu hát hay, mà là khu hát karaoke thường xuyên với nhóm bạn đêm. Mà hát karaoke thường xuyên thì mọi người hiểu rồi đó. Hát hay nữa đi hát karaoke. Anh á, là anh rủ em đi hát karaoke hoài. Anh không. Nhưng mà em khẳng định là anh hát ok, nên là em vẫn quyết tâm là bạn này hát ok. Anh kỳ quá. Nhẫn trong kia một hộp, nhẫn này lại một hộp khác. Chứng tỏ gì? Cái bạn này giống như kiểu con của các đại gia rồi đó. Đó hay. Đúng rồi em, gia đình có điều kiện, có tiền cho đi học thanh nhạc. Có đâu. Chắc ca được, nhưng mà ca cái dòng nhạc thí dụ như là bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không biết. Sao em chọn hát cái bài đó vậy Thành? Tại vì cái em nghĩ vậy thôi. Vô tình thôi bé, anh vô tình thôi. Sao chú? Dạ. Chú nhận xét giùm con cái. Dạ. Cái cầu này á là một con cầu xui, mặt cái thần diện mặt, mặt thần chết. Làm cho sống qua vòng hai được. Chắc cái nghiệp á, nghiệp nó dướng như mình, nó giận vô. Đúng rồi. Bên phải là khương dừa giới thiệu sầu riêng, bên trái là calamen giới thiệu nước mắm. Mà hình khương dừa quá rõ, mà hình calamen bị lớp, bị lớp sáng không thấy mặt lên. Chắc tháng này bị trừ lương quá. Tháng này bị đuổi luôn chứ trừ gì. Bên trái là calamen phù hộ, bên phải khương dừa phù hộ. Làm sao hay được. Em nghĩ sao vậy? Với hai cái con người quyền lực nhất của Điền Quân của cái chương trình này, mà ông lại để cho cái bạn đó vô hát dở còn gì là hình ảnh nữa em. Trời đâu ơi. Anh hát dở là hình ảnh của chương trình mình mà. Hai bên bảo kê là bé này là đỉnh của đỉnh. Mà hồi nãy không, anh thấy không, cái hình của Calamen nó nhỏ xíu à. Mà Khương Dừa bự chà bá, mà con nhỏ này đứng nghiêng về phía Khương Dừa. Mà Khương Dừa là người hát dở nha. Chứ Calamen, nghiêng qua Calamen là còn ngon à. Calamen hay nha. Khương Dừa từ xưa giờ chưa dám ca một clip nào đó nha. Vậy là nghiêng về phía Khương Dừa là cái mé ca dở nhiều hơn. Cái mặt y chang Khương Dừa trong gia đình luôn. Con cháu ra biểu ca đó. Ừ, nói sai một cái nha, hơi cầm sầu riêng xuống cào mặt. Anh có bao giờ mà nghe mẹ bảo anh ca chưa? Ca nhức nách luôn, ca mà đi bán cơm luôn á. Bà bán cơm, bà nhức nách là do bà chặt gà. Chứ bà vô ca. Không hay á, hay. Em nghe mẹ bảo anh ca gầu với bộ nhà có lắp karaoke bộ. Vậy là còn bà này hát dở. Hát dừa dừa thôi đó. Khương dừa, hát dừa thôi. Hát dừa thôi. Sao hát hay được. Ok, thôi được rồi.